Chào bạn, đây là Quincy. Tôi đang thực hiện một tự học chữ Hán Việt hiện đại. Tôi mở chuyên mục này cho các bạn thích nghiên cứu chữ Hán Việt và mở rộng trong ngôn ngữ giao tiếp tiếng Hoa hiện đại. Trong bài 1, chúng ta học 13 câu. Hôm nay tôi lặp lại. Nǐ guì xīng. Anh hỏi gì? Wǒ xīng Zhāng. Tôi họ Trương. Nǐ jiào shénme mìngzì? Anh tên là gì? Wǒ jiào Zhāng Jīngshēng. Tôi tên là Trương Kinh Sinh. Tha xin sama. Anh ấy hỏi gì? Tha xin hoàng. Anh ấy họ Vương. Tha sư suy. Anh ấy là ai vậy? Tha sư wǒ lǎo shì. Ông ấy là thầy của tôi. Chỉ vào một người khác. Nǐ rìnshì tā ma? Anh có biết người này không? Rìnshì, tā shì Zhāng lǎo shì de xuè sheng. Biết người đó là học trò của thầy Trương. Hỏi tiếp. Nǐ de péng yǒu jiào shénme mìngzì? Bạn của anh tên là gì? Tha sân Lý. Bạn ấy họ Lý. Chào Lý Ta Hải. Gọi là Lý Đại Hải. Giải thích rõ hơn. Lý sư ta ta xin. Lý là họ của người đó. Hải sư sang hải ta hải. Hải là chữ hải trong Thượng Hải. Tôi đọc lại. Nǐng guì xīng. Wǒ xīng Zhāng. Nǐ jiào shénme mìngzì? Wǒ jiào Zhāng Jīngshēng. Tā shēng shénme? Tā shēng Wǎng. Tā shì shuǐ? Tā shì wǒ de lǎo shì. Nǐ rìnshì tā ma? Rìnshì. Tā shì Zhāng lǎo shì de xuè sheng. Nǐ de péng yǒu jiào shénme mìngzì? Tā shēng Lǐ. Jiào Lǐ Dà Hǎi. Lǐ shì tā de xīng. Hǎi shì Shàng Hǎi de Hǎi. Tiếp theo, bạn sẽ nghe tôi phân tích ngữ nghĩa của những câu hội thoại này trong bài 1. Trong bài 1, chúng ta có 13 câu. Trong những câu này gồm có các chữ nịnh. Nịnh là ghép bởi chữ nì trên bộ tâm. Về cách phiên âm tiếng Quan Thoại thì ta có phụ âm đầu ghép với dần. Ở đây chữ niệm được đánh dần là nơ, chữ n là nơ. Yên ninh niệm tức là nơ yên ninh niệm, cái âm hướng lên. Nghĩa của nó là yêu, nhưng mà respectful, tức là với sự tôn trọng. Còn với chữ Hán Việt thì chữ nì là nể, chữ nịnh là năm, chữ xin là tâm. Nịnh quy
quy là honor, tức là cao quý. Âm Hán Việt là quý, quý tức là quý báu đó. Còn âm Quan Thoại đọc là quy, u-i, cơ u-quy, quy. Đó là cách phiên âm của tiếng Quan Thoại, quy. Sinh, sinh thì ghép ở bộ nữ với chữ sinh thì đọc là sinh. Âm Quan Thoại là ing, ing là ing, chữ x là si, si ing sinh, tức là tính. Tiếng Hán Việt của mình là tính, hay trong Nam gọi là tánh. Đó, danh, tánh, danh là tên, tánh là họ. Họ thì ghép bởi chữ nữ là gái với chữ sinh. Sinh ở đây là sinh đẻ. Tiếp theo là wò thì âm Hán Việt là ngã là tôi á. Còn tiếng Anh á thì nó là I hoặc là me. Khi nó là chủ từ thì I, khi nó là túc từ thì me. Còn âm đọc của nó bằng tiếng Quan Thoại thì woo, o wo, wo, gạch ngang có nghĩa là bình thanh. Wo, o, wo, o wo, wo. Trang là họ Trương, âm Hán Việt là Trương. Còn phiên âm là An, A-N-R-E, cái dần này là dần An. G-H là Chư, thì nó là Chư An Trang, bình thanh là Trang. Nì là anh, là ngôi thứ hai, thành ra tiếng Anh nó là you. Còn âm Quan Thoại là nơ, ini, nị, nị, đó là xuống rồi lên, nị, nị là you, tức là anh, là chị, cô bác gì đó, miễn là ngôi thứ hai thì chúng ta gọi là nị. Đó là một cái pronoun. Chào là gọi. Ở đây á thì âm Hán Việt là khiếu. Khiếu là gọi. Đó, khiếu kiện. Khiếu nại là chữ khiếu này. Và về âm Quan Thoại thì chào thì y ao yêu. Chiao, đó là chiao. Tiếng Anh là call là gọi, là gọi. Sấm là xưa ân sân. Mơ, viết dính lại. Người ta tạo ra những từ đa âm bằng cách viết dính những chữ này lại. Sấm mơ. Thì tiếng Anh có nghĩa là what? Tiếng Việt mình có nghĩa là gì? Nhưng nếu âm Quan Thoại thì là thập yêu. Sấm là thập. Mơ, âm Quan Thoại là yêu. Thập yêu là sấm mơ. Tiếng Anh là what's. Mình là danh. Mình là danh. Danh là tên. Chữ là tự. Tự là chữ. Mình chữ tức là cái tên.
hai chữ này viết dính để tạo ra một từ đa âm, thành ra khi phiên âm nó thì ta viết dính như thế này: mơ in minh mệnh chữ 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 mệnh chữ, đó là cái tên name, tiếng Anh nó là name. Chính sơn tên viết dính, trinh âm quan thoại là in, chi in trinh bình thanh, sơn sư ân sơn là tiếng Hán Việt là kinh sinh, kinh là kinh đô đó, sinh là sinh ra sinh thành đó, đây là tên. Tha, tha là ngôi thứ ba, nó là he hay là she. Đôi khi ngôi thứ ba để chỉ nữ thì người ta dùng bộ nữ ghép thay cho bộ nhân, tha có thể dịch là nàng. Vậy âm quan thoại thì thơ a tha. Tha là tha nhân á, tha nhân là cái người kia người khác. Quảng, quảng là vương. Quảng vu an quan quảng, đó là cái họ. Thành ra ba câu đầu chúng ta có ở ba câu đầu thì chúng ta có nǐ guì xīng wǒ xīng zhāng nǐ jiào shí me míng zhì wǒ jiào zhāng jīng sēng tā sēng shí me tā sēng wǎng. Bây giờ cái conversation thứ hai, tā shì shuǐ shì shì, cái âm phiên âm là sư 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 thì nó là động từ to be là hay là thì, nhưng mà âm Hán Việt của chữ sư này là thị, trong thị là đúng là phải, phi là không đúng, ta có chữ thị phi, trong tiếng Hán Việt ta có chữ thị phi. Nhưng chữ sư này dùng rất nhiều trong câu, nó là một cái verb, một cái động từ, giống như động từ to be. Sợi, sợi, sợi là thùy, thùy là ai, cái âm quan thoại của nó là sư, y sư, sợi, y sư, sư, sợi, thì tiếng Anh của nó là who, tức là ai. Ai vậy? Tơ, tơ là âm quan thoại của nó là tơ, chữ D, chữ D của mình đọc là chữ T, tơ, tơ, ơ, tơ, 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 đó, nó nhẹ, thành ra nó không có dấu, tơ. Bây giờ water, water viết dính, water, water thì tiếng Anh có nghĩa là my, của tôi, viết dính. Còn cái âm quan thoại của nó là water, water. Ta biết âm quan thoại, ta có thể dùng cái ký tự Latin này để gõ và lấy được cái chữ qua trên các máy vi tính. Về cái ngữ nghĩa Hán Việt thì tơ có nghĩa là đích. Đích đến cũng là chữ tơ này. Ngã đích, ngã là tôi, là của tôi, ngã đích. Ngã đích danh, wǒ de míng, wǒ de míng, ngã đích danh, tức là tên của tôi. Lào sư, lào sư, lào là lão, lão, lão là già, sư là sư, nó là con sư tử. Âm quan thoại của nó là lơ ao lao lão, sư 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 lão sư, tức là lão sư. Lão sư là thầy, là thầy, tức là
con sư tử già đó, thì người Hoa tôn vinh nó là thầy. Thầy cũng còn gọi là sen sơn, tức là tiên sinh, cái người đi trước, người sinh ra trước, cũng còn gọi là tiên sinh. Rinh sử, rinh sử, rinh là nhận, nhận ở đây là nhận biết, sử là thức, thức là kiến thức, nó thuộc về bộ ngôn đó. Thì âm quan thoại là rinh rinh rảnh sư sư rảnh rinh sử. Tiếng Anh nó là know, tức là biết. Rinh sử là biết. Ma đó là chữ mã, là cái âm là con ngựa, ở đây là cái âm ghép với chữ khẩu thì nó trở thành một từ của đặt cuối câu để làm dấu hỏi. Ma thì cái phiên âm là mơ a ma, cái chữ m thì đọc là mơ, chữ a thì cũng a thì mơ a ma. Đó là cái phiên âm của tiếng Quan Thoại. Sẽ sân, sẽ sân, viết dính, đây là một từ đa âm. Sư ơi sẽ, sẽ, sư ân, sân, đây là dần, đây là phụ âm đầu, đây là dần, đây là phụ âm đầu. Sẽ sân là học sinh, học sinh, học sinh hay là học trò, học trò. Tiếng Anh thì nó là student, student, student là học trò. Bây giờ chúng ta qua cái ngữ chữ trong cái nhóm hội thoại thứ ba thì có ni tơ, ni tơ, ni thì nơi ni, ni tơ tơ viết dính. Tiếng Anh thì nó là you, do là của anh, của anh, của anh. Thứ hai là phận dầu, phận phơ ân phân, phận yêu dầu, yêu dầu dầu, phận dầu, đó là cái cách đánh dần theo âm quan thoại. Phận dầu Hán Việt là bằng hữu, nghĩa tiếng Anh là friend, friend, friend là bạn, và nếu adjective thì thêm cái L, Y vô, friendly, tức là thân thiện, là rất là thân thiện, friendly. Ở đây là bằng hữu, và tiếng nôm của chúng ta là bạn, bè. Lì, lì là lý. Về phiên âm thì L, Y, Lì, L, N, L thì đọc là L, Y thì vẫn là Y, L, Y, Lì. Lì, lì là lý, là họ, là sinh, sinh là họ. Ta hại, viết dính, đây là một từ kép. Đại hải, ta là đại, đại là lớn. Hại, có bộ thủy, là nước, thuộc về nước. Hải là biển. Ta hại, thì cái âm nó là tơ a, ta, tơ a, tơ a ta, tơ a ta, hơ ai hai, hại, tơ a ta, ta hại. Ta hại là cái tên, nó là cái big, big là lớn, ocean, ocean là biển, nó là tên. Tha tơ, tha tơ, thơ a tha, tơ tơ, viết dính. Tha tờ, tức là his, his, là của ông ấy, của anh ấy, của bà, của người đó. Hải, hải là biển, có bộ thủy là nước. Đó. Âm quan thoại là hơ ai hai, hải, hải. Âm quan thoại là nó vậy, ma, mã, mã, ma, hai hải, hải, hai. Nó bốn, bốn thanh, bốn cái thanh. Chúng ta tiếng Việt thì tới sáu thanh, sắc quyền nặng hỏi ngã. Thì nó có bốn thành thôi, là ma mã mã ma, hai hải hài hai. Đó, chữ này là chữ hài, có nghĩa là si, sang hài,
Sang Hải, Sang Hải là Thượng Hải, Sang là Thượng, Hải là Hải, thì Sang Hải là Thượng Hải. Âm quan thoại là Sư An Sang, Sang, Hơi Hai, Hải, Sang Hải. Dĩ nhiên là tiếng Anh của nó là Sang Hai, tức là nó âm lấy âm Sang Hai để làm cái chữ Anh. Do đó, người Hoa dùng ký tự Latin phiên âm là để cho người Tây Phương có thể tiếp xúc được với cái người Hoa thông qua cái dạng chữ phiên âm. Đó là một chữ Hoa, ví dụ chữ Sang, thì chúng ta có cái phiên âm cách đọc, cho biết cách đọc Sư An Sang, Sang. Là nghĩa Hán Nôm, Hán Việt của nó là chữ thượng, thượng là thượng, còn cái nghĩa Nôm của nó là chữ trên, đó. Và dĩ nhiên đối với tiếng Anh đó, thì chữ sang có nghĩa là under, ở trên. Cái hay của dạng chữ tượng hình là nó dùng hình để diễn nghĩa. Thành ra nếu lật chữ này lại thì ta có chữ hạ. Đó, rồi chữ hạ thì xia xia. Xia là hạ. Thì có nghĩa là hạ là ở dưới. Nghĩa là ở dưới. Đó. Sang xia. Tóm lại, người Việt học sẽ có rất nhiều cái hình thức phân tích để hiểu sâu hơn về cái ngôn ngữ tiếng Hoa. Đến đây đã dài, tạm thời dừng. Chào bạn, hẹn gặp lại.